could be us. So back to what I was saying. Could be us. Nam diễn viên đầu kêu nam thần của phim Sở Kiều Truyền cùng nhiều phim khác thông tin sẽ cưới Hà Siêu Liên, con gái vua sòng bạc Hà Hồng Sơn vào đầu tháng 4. Trang Sina ngày 26 tháng 2 thông tin, truyền thông Hồng Kông Trung Quốc cho hay đầu kêu và Hà Siêu Liên sẽ cưới tại Bali, Indonesia vào tháng 4. Lễ cưới dự kiến kéo dài 2 ngày với chi phí ước tính lên đến 44 triệu nhân dân tệ, gần bằng 151 tỷ đồng. Ngoài người thân bạn bè chung của cặp đôi, đám cưới sẽ có hơn 100 người nổi tiếng thân thiết với cô dâu và chú rể. Địa điểm tổ chức đám cưới diễn ra ngoài trời nhưng được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt, kiểm tra thận trọng. Những người nổi tiếng dự kiến được mời sẽ là Đặng Tử Kỳ, Lý Uẩn, Phương Hảo Nhi, Tiết Khải Kỳ, nhóm Twins. Cặp đôi tài trợ toàn bộ vé máy bay, phòng ở tại khách sạn 5 sao cho tất cả khách mời. Thật ra đám cưới của Đầu Kiêu và Hà Siêu Liên đã được chuẩn bị từ gần một năm trước. Cả hai lên kế hoạch tổ chức hôn lễ trong mơ và lựa chọn nhiều nơi như Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, nhưng cuối cùng chọn Bali vì yêu thích ánh nắng mặt trời, bãi biển. Do công việc Đầu Kiêu chưa chính thức ngỏ lời cầu hôn nên kế hoạch bị trì hoãn hết lần này đến lần khác, một nguồn tin thân thiết với cặp đôi hé lộ. Tháng 9 năm 2022, Đầu Kiêu cầu hôn bạn gái và cả hai chuyển đến về sống chung trước đám cưới để hiểu nhau hơn. Đầu Kiêu và Hà Siêu Liên công khai yêu nhau từ năm 2019. Đầu Kiêu là diễn viên nổi tiếng với nhiều phim, Truyền Tình Cây Táo Gai, Tân Bổ Bổ Kinh Tâm, Quan Hệ Nguy Hiểm, Cửu Châu Hải Thưởng Mục Văn Ký,